Vào chỉnh con robot nha. Mình vào Mi Home này. Rồi. Xiaomi. Rồi em vuốt từ giữa lên trên này. Thế ở cái mục mà vacuum hoặc là vacuum vào mode á. Đấy thì hiện tại mình đang chọn vacuum vào mode, có nghĩa là phải có nước nha. Phải có nước thì ở chế độ này là vừa quét vừa hút và nói chung vừa hút bụi và vừa lau nhà. Còn cái dạy thứ hai á, Slim Stand á, đối với Stand là ok, nó đã set trend, không cần phải chọn Strong đâu. Mình để Stand như em là được rồi. Còn cái dòng cuối cùng là Water Level này, thì nếu như có nước thì anh chọn chế độ 2 cho em để nó phun nước mạnh nhất ha. Đấy, phun nước mạnh nhất. Chưa? Đấy, còn nếu như vậy xong rồi thì anh chọn là nó tự động ha. Còn anh không cần thì anh kéo xuống. Đấy, hiện tại nó đang quét cái tầng 2 này. Đấy, nó đang quét cái tầng 2 này. Hiện tại là đang quét được 9 phút. Đấy. Yeah, nó quét hết cái phòng của anh này. Đấy, chút nữa nó quét xong rồi em sẽ lưu cho anh đây là tầng 2 ha. Rồi như vậy là xong.